Bên ven bờ hiền lương, chiều nay ra đứng trông mờ mặt đường tình nhì quê. Ôi mắt đường tình nhì quê. Cô xem cái kênh của con, thứ nhất là thấy chủ kênh trẻ hiền hậu à, dễ thương. Từ đó là cô mới điện cho con để cô xin con là giúp cô để phỏng vấn lên video con, biết đâu là cô cháu mình nó có duyên, cô lại gặp được một cái cậu ấm nào đấy thì có phải là đời hạnh phúc không? Vậy mà cô phải bỏ qua tuổi xuân của mình, nó quá uổng hả cô? Không, bây giờ mình đang hồi xuân ý. Thì bây giờ bắt đầu tuổi cô hồi xuân thì bắt đầu cô mới yêu lại lần đầu chứ. Chỉ cần người ấy là có một cái bờ vai vững chắc để hai người cùng nương tựa nhau, cùng đùm bọc nhau để sống nốt quãng đời còn lại làm sao thật hạnh phúc. Còn vùng miền cô không phân biệt, có tấm lòng chân thật và đạo đức, yêu thương nhau vô bờ bến là cô ok. Hương mà năm nay cô 65 tuổi, cô cũng cô đơn 45 năm rồi mà cảm thấy thương tôi thì sẽ xin gặp chủ kênh là Hiếu Cảnh để có một sự kết nối để chúng mình sống với nhau những quãng đời còn lại làm sao chân thật và thật là hạnh phúc. Đó là điều tôi mong muốn. Trái tim người ta đã cô đơn rồi, đương nhiên lại bị những người đàn ông nó không thật lòng nữa thì có phải là gần như tiếng sét ái tình nó làm cho trái tim mình tan nát thêm một lần nữa, phải không con? Hữu Cảnh kết nối mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay Hữu Cảnh có nhận được số điện thoại của cô Phương, và cô Phương hiện tại đang sống ở ngoài Tuyên Quang. Thì hôm nay đến với chương trình của Hữu Cảnh nhờ Hữu Cảnh tìm cho cô một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây Cảnh mời cô chú và anh chị cùng theo Cảnh để nghe cô Phương đây tâm sự ha. Dạ, con chào cô ha. Cô chào con. Dạ. Cô, trước hết là cô xin chào Hiếu Cảnh. Chúc Hiếu Cảnh vui vẻ, bình an một đời. Sau đó là cô chúc tất cả các bạn đang xem chương trình của Hiếu Cảnh và trên cộng đồng mạng một lời chào thân thương nhé. Trước tiên là cô giới thiệu về bản thân của cô nè. Năm nay là cô Phương được bao nhiêu tuổi và cô đến từ đâu ha? Cô xin giới thiệu, cô tên là Tô Lan Phương, cô ở Tuyên Quang, năm nay cô 65 tuổi. Dạ, rồi tình trạng hôn nhân của mình thì sao nè cô? Tình trạng hôn nhân của cô là chú ý mất năm nay là 45 năm rồi. 40 mấy năm rồi đúng không? 45 năm. Wow! Nếu mà nói như vậy thì cô độc thân hồi năm 20 tuổi tới bây giờ hả? Đúng. Bởi vì lúc đó cái điều kiện xã hội và điều kiện gia đình nó còn khó khăn rất nhiều cháu ạ. Thì lúc đó là cô phải, các em còn nhỏ, cô được hai em, được hai anh chị. Một anh là năm nay anh ấy sinh năm 78, còn cái chị thứ hai là sinh năm 80. Lúc đó thì điều kiện gia đình hoàn cảnh bên cô khó khăn mà chia tay mà chú ấy cũng mất cũng khó khăn, không có gì làm, tất cả cô đã hy sinh cái tuổi thanh xuân của cô để cô dành cho các anh các chị, các con cô để cho trưởng thành. Đến bây giờ thì cô cảm thấy cũng là muộn nhưng cũng không không hẳn là muộn, bởi vì là thứ nhất là có chương trình kết nối yêu thương, có trang mạng, rồi có điện thoại thông minh, từ đó là rồi có các cái chủ kênh ví dụ như cháu và vân vân nhiều kênh khác để mà cùng làm nhịp cầu nối từ thiện để ghép những mảnh đời chắp vá lại để cùng làm bạn tri kỷ để hưởng nốt quãng đời còn lại, thì cô mới cảm thấy là cô quyết định để lên kênh. Cô cũng lên vài kênh rồi nhưng nói chung là cô cảm thấy nó cũng không thật lắm, nhiều cái nó không thật, đối tác nó không thật cháu ạ. Dạ. Thế cho lên buồn, cô lâu lắm rồi cô không vào kênh nữa, xong đến đây vừa rồi thì cô xem cái kênh của con, thứ nhất là thấy chủ kênh trẻ hiền hậu mà dễ thương. Từ đó là cô mới điện cho con để cô xin con là giúp cô để phỏng vấn lên video con, biết đâu là cô cháu mình nó có duyên, cô lại gặp được một cái cậu ấm nào đấy thì có phải là đời hạnh phúc không? Dạ. Rồi, cô cho con hỏi thử câu này ha. Hồi đó cô với ông xã
Hai người đến với nhau hồi đó cô năm bao nhiêu tuổi hả cô? Cô năm cô lên vào đấy lúc đó là cô năm mới 16 tuổi. Không phải, thứ nhất là ở ngoài này nó có nhiều những cái đôi vợ chồng như người giao người mán là người ta còn lấy nhau từ năm 12 tuổi đó. Thì phải chấp nhận các bạn. Thế cho nên chính vì cái cuộc hôn nhân của cô đến sớm quá thì đến bây giờ mình phải chấp nhận là phải bị cô đơn, bởi vì là cái sự vội vàng và cái nông nổi trẻ trung của tình yêu đâm ra nó đột phá cuộc đời nó. Bây giờ nó mới gặp cái sự cô đơn như vậy thì đành chấp nhận con ạ. Dạ, rồi hồi đó cô sống với ông xã được mấy người con? Cô sống với ông xã được hai người con. Hai người con. À, mà ông xã về sống với cô được có 4 năm mà ông xã cô đã mất hả cô? Về sống 4 năm thì bắt đầu ông ấy bị bệnh tràn dịch phổi, thế là ông ấy mất. Dạ. Vậy mà cô phải bỏ qua tuổi xuân của mình nó quá uổng hả cô? Không, bây giờ mới đang hồi xuân ý. Ngày đấy, ngày đấy. Con bảo ngày đấy là cô cũng nói với con với cộng đồng mạng là cái ngày đó thì hoàn cảnh điều kiện khó khăn này, hay nữa là các con cô còn nhỏ, cô phải dành hết tuổi hy sinh của cô để bù đắp cho hai con, để cho các con cô, thì bây giờ các con cô cũng khôn lớn trưởng thành rồi, cô không bận bịu và không vướng víu gì đến các con các cháu nữa. Thì bây giờ bắt đầu tuổi cô hồi xuân thì bắt đầu cô mới yêu lại lần đầu chứ. Trước khi nè cô đến với chương trình của con nè, rồi cô có bàn qua ý kiến của con của cô chưa? Con của cô thì cô nó chỉ nói này là khi nào cái đó là quyền của mẹ, chúng con không ngăn cản, con chỉ mong mẹ nếu như mẹ gặp phải một người nào đấy, người ta có một bờ vai tốt mà đồng hành với mẹ được là chúng con cảm thấy là rất là hạnh phúc và chúc mẹ cũng hạnh phúc luôn. Dạ. Rồi cô cho con được biết hiện tại giờ cô đang làm gì, công việc gì nè cô? Cô thì trước kia thì cô cũng làm ăn nhưng nó cũng gặp nhiều cái trắc trở khó khăn, cũng buôn bán rồi bán mở hàng ăn hàng biết các kiểu, cũng bươn chải lắm. Nhưng đến khi cô bị năm 2013 cô cũng bị thua lỗ hết tiền. Thế đến bây giờ thì cô ở nhà, cô ở gần con gái, nhà này con gái nó làm cho cô, con gái con rể. Thế bây giờ cô ở nhà thì hộ con gái cô lúc thì nó đi rừng thì cô trông hàng bán hàng tạp hóa cho nó. Thế còn ngoài ra mới thỉnh thoảng cô thì cô cũng biết nghề đông y, thế thỉnh thoảng là có những bệnh nhân nào mà họ nhờ đến cô mà cô cảm thấy giúp được thì cô lại tiến hành con đường nghề gia truyền của cô. Dạ, rồi cái nghề đông y của cô là mình có mở tiệm mình hành nghề không? Không được, bởi vì cái nghề này là nghề cha truyền con nối, chứ mình không học qua trường lớp thì mình không được phép mở hàng hiệu con ạ. Dạ. Mình chỉ làm theo lương tâm và làm theo với người tình nguyện, người ta biết mình và người ta hiểu rằng là bệnh của họ mà phải chữa cái phương thức như của cô mới khỏi thì họ sẽ đến họ nhờ cô. Cô cháu mình là tiếp tục cái câu chuyện về kết nối yêu thương nè. Rồi, theo mà cô xem cái chương trình của con á, cô có để ý một anh nào trên kênh của con chưa? Nói chung là cô thấy ở trên kênh của con có nhiều những cái anh ấy là rất là dễ thương. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì đấy là nói về hình thức và nói về sự cảm tình của cặp mắt để mà để cho cô cảm nhận thôi. Chứ còn thực ra thì mình cũng chưa hẳn họ đã thuộc về mình mà mình đã không thuộc về người ta. Thế cái chuyện này thì cô cũng thưa với Hữu Cảnh và cộng đồng mạng là khi nào cô xong thành công với video của cô thì lúc đó cô thích ai thì cô sẽ chia sẻ với con. Rồi theo giờ tiêu chí của cô nè, mình muốn chọn một người đó độ tuổi từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu không? Cô thì cô chọn độ tuổi nói chung là cứ tầm khoảng bằng tuổi cô hoặc hơn cô 1-2 tuổi. À, kém cô một vài tuổi cũng được, mà theo cô nghĩ thì trong tình yêu ấy thì tuổi tác nó không phải là rào cản của tình yêu, mà cái tố chất của tình yêu là gì, là phải sống với nhau, phải tôn trọng và chân thật với nhau, rồi để có tiếng nói chung, để đồng hành với nhau nốt nửa đời còn lại, làm sao mà thật là hạnh phúc
thật là tri kỷ với nhau, đấy mới là cái tố chất của tình yêu con ạ. Dạ. Chỉ cần người ấy là có một cái bờ vai vững chắc để hai người cùng lương tựa nhau, cùng đùm bọc nhau để sống nốt quãng đời còn lại làm sao thật hạnh phúc. Còn vùng miền cô không phân biệt. Chàng chọn một cái anh đó có nghề nghiệp ổn định hay là rằng phải có nhà cửa gì không? Cô thì cô chỉ muốn cái chọn con người và cái sự mong muốn và mơ ước thì nó bao la lắm con ạ. Nhưng cái này nó còn tùy vào cái duyên, tùy vào cái định mệnh. Nhưng cái cơ bản là thực ra mà nói thì ví dụ như đàn bà tay trắng không có kinh tế, không có nhà thì nó lại là một cái bình thường. Thế nhưng còn nếu xét cho cùng thì để mà phía đàn ông, đối tác bên đàn ông thì đương nhiên nó phải là nặng nhọc hơn phía phụ nữ, là người ấy phải có nhà cửa hoặc là phải có một cái nghề nghiệp và có một cái nền kinh tế tương đối ổn định để mà đến với người phụ nữ thì là nó hợp lý và hợp tình hơn. Con hiểu chưa? Dạ. Thế cho nên là cô cũng mong gặp được một người có một cái kinh tế bờ vai ổn định, nhà cửa ổn định và có tấm lòng chân thật và đạo đức, yêu thương nhau vô bờ bến là cô ok. Cô chấp nhận là ví dụ như là những người có thể là lớn tuổi, bây giờ bản thân thì nói về bờ vai kinh tế thì cô cũng khó khăn. Thế nhưng mà cái sự suy nghĩ và cái niềm mơ của cô là cô muốn có một người bạn tri kỷ để sống bên nhau và đồng hành bên nhau nốt cái quãng đời còn lại, nhất là khi ốm đau. Cho nên từ chỗ đó là cô mới lên chương trình kết nối để mong gặp được đúng người, đúng đối tác, có duyên thì điều đó là hạnh phúc nhất, con hiểu chưa? Dạ. Từ khoảng 58 trở lên đến cho hút chỉ là đến 70. Từ 58 tới 70 ha. Đấy, ok. Rồi mấy anh khoảng chừng 50, 51, 52 người ta thích cô rồi sao? À, cái đấy nó là tùy duyên mà con, cô đã bảo là với con là tùy duyên mà. Tùy duyên mà. Nó không phải là rào cản của tình yêu con ạ. Dạ. Thì hồi đó ông xã của cô mắc, hồi năm cô được 20 tuổi. Thì con nghĩ cái tuổi đó, từ cái tuổi 20 cho đến tuổi 30 đến tuổi 40, trong thời điểm đó, con nghĩ chắc có nhiều anh ghẹo, chọc ghẹo cô đúng không? Chọc ghẹo, nhưng mà cô lại rất là ghét, cô sợ và cô tránh xa đàn ông. Bởi vì thứ nhất là ngày xưa chú còn sống là chú rất là ghen. Hai nữa là cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế mình khó khăn, mà suốt ngày chỉ dồn về sức khỏe, dồn về đầu óc để đi làm thuê cũng mướn để nuôi các con. Cho nên cô cũng không hưng phấn trong tình yêu trong thời điểm đó. Là Tô Lan Phương mà năm nay cô 65 tuổi, thì cô cũng cô đơn 45 năm rồi. Nhưng mà đến bây giờ tôi lên cộng đồng mạng là để tôi muốn các bạn, các anh nếu cảm thấy cái tuổi tác, cảm thấy con người và cảm thấy cái điều kiện hoàn cảnh của tôi mà cảm thấy thương tôi thì sẽ xin gặp chủ kênh là Hiếu Cảnh để có một sự kết nối để chúng mình sống với nhau những quãng đời còn lại làm sao chân thật và thật là hạnh phúc. Đó là điều tôi mong muốn. Ok. Cô là người Việt gốc Hoa. Người Việt gốc Hoa ha. Cô có hồi đó là cô biết ca hát không? Ca hát nhạc Hoa không? Hát thì cô cũng biết hát, nhưng mà thỉnh thoảng đi sinh hoạt câu lạc, đi sinh hoạt trong cái hội đông y của bản làng. Mấy hai nữa thỉnh thoảng bạn bè thì đi hát karaoke thì cô cũng hát được. Dạ, thôi bây giờ nè, cô tặng cho con và khán giả một đoạn nhỏ thôi. Một... Bên bên bờ hiền lương, chiều nay ra đứng trong mờ, mắt đượm tình quê, ôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền nam, buông căng theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mờ không gian trầm mà lắng nghe câu hò. Ôi, thôi con hát đi đấy. Không, quá hay.
Rồi con sẽ xin tóm tắt video như vậy nè. Cô Phương sinh năm 1959, hiện tại cô đang sống ở Tuyên Quang. Thì hôm nay đến với chương trình của Hữu Cảnh, nhờ Hữu Cảnh tìm cho cô một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì video này nãy giờ anh nào chú nào mà xem qua thấy cô bày tỏ đó, có đồng cảm với cô thì cứ mạnh dạn gọi cho Hữu Cảnh ha. Rồi cô, nãy giờ những gì cô nói có đúng là sự thật không? Đúng, cô hứa với thứ nhất là hứa với Hữu Cảnh, thứ hai là hứa với cộng đồng mạng. Bản chất con người cô là thật thà, hai nữa là nói là phải thực hiện được, chứ cô không hề nói xạo một ly một câu nào với cộng đồng mạng và chủ kênh Kết Nối Yêu Thương. Vậy là cô trong cái chương trình này thì xin tất cả anh nào, bạn nào mà vào cái chương trình của Hữu Cảnh mà cảm thấy yêu mến mình thì sẽ cho nhau cơ hội. Cô xin cảm ơn Hữu Cảnh, cảm ơn cộng đồng mạng. Một lời chào yêu thương nhất. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, cô có cho phép con đăng hình ảnh của con lên mạng xã hội hay không? Ok, trước khi cô vào đây cô phải xác định chứ. Phải xác định thì cô phải cho lên đăng lên mạng thì cô mới vào mà. Cho nên là con cứ yên tâm. Rồi. Đành rằng là cô cũng muốn nói với Hữu Cảnh mấy phút nhá. Thứ nhất là cô nói với Hữu Cảnh là khi đăng lên hình ảnh trên mạng là nó có nhiều những cái bình luận trái chiều. Nhưng mà những chuyện đó thì cô thưa với Hữu Cảnh là cô bỏ ngoài tai hết. Mấy hai nữa là cô cũng có ý kiến đóng góp với Hữu Cảnh và một số đối tác vào kênh là khi mình lên kênh ý, đừng nói xạo. Đến khi mà ví dụ như có những anh, cô ví dụ đây các kênh, có những anh lên từ trong miền Nam, miền Tây lên là đòi hỏi, là đòi tìm một nửa yêu thương, không phân biệt vùng miền. Nhưng đến khi mà cô xin kết nối thì họ lại bảo là em ơi em thông cảm, em ở xa quá, anh không thể đến với em được. Cho nên là cô muốn qua đây, cô cũng muốn chia sẻ với Hữu Cảnh và một số các bạn nam đối tác lên kênh của Hữu Cảnh và các kênh khác. Mình là người đàn ông, thế khi mình lên tình nở yêu thương là lời nói của mình phải chất lượng, phải chân thật, là nó mất hết cái lòng tin của những người phụ nữ. Trái tim người ta đã cô đơn rồi, đương nhiên lại bị những người đàn ông nó không thật lòng nữa, thì có phải là gần như tiếng sét ái tình nó làm cho trái tim mình tan nát thêm một lần nữa, phải không con? Dạ vậy thôi nè cô. Cô thừa biết là video này con đăng đi thì không bao giờ mà con gỡ xuống được, dù bất kỳ chuyện gì chăng nữa nghe cô. Ok, cô hiểu mà. Con cũng thoải mái. Đúng với lương tâm và đúng với công việc của con. Dạ, rồi. Thì bây giờ sẵn video này Cảnh cũng xin gỡ thông báo đến anh chị em và cô chú. Thì video đã đăng lên đi thì không bao giờ gỡ xuống được. Có một số YouTube hay ở bên fanpage người ta tải video của mình người ta sử dụng thì ở đó là chuyện nó rất là bình thường. Đã mình chấp nhận đến tới chương trình để ghi hình mà mình sợ người khác tải video của mình là sao, đúng không cô? Đúng. Dạ rồi thôi, Cảnh cũng xin chúc cho cô chú gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, và con cũng xin chúc cho cô Phương đây sớm tìm được ý chung nhân của mình hết cô. Cô cũng cuối chương trình cô cũng xin chúc Hữu Cảnh luôn luôn mạnh khỏe, bình an, lúc nào cũng phong độ đẹp trai hiền hậu, vợ chồng con luôn luôn gặp những điều may mắn, và xin cảm ơn và chúc tất cả cộng đồng mạng có một lời chào thân thương nhất. Dạ. Chào. Rồi con chào con.